Công chúa Nhật Bản chính thức kết hôn với thường dân nhưng bị hoàng gia đưa ra loạt động thái hắt hủi. Theo Kyodo News đưa tin, hôn lễ của công chúa Nhật Bản Mako và vị hôn phu Kei Komaru đã được ấn định sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Trước đó, đám cưới hoàng gia đã bị trì hoãn tới 4 năm trời kể từ khi cặp đôi tuyên bố đính hôn trước công chúng. Hôn lễ vốn ban đầu rất được chờ đón của công chúa bị trì hoãn do những rắc rối và thị phi liên quan đến tài chính của gia đình Komuro. Trong suốt thời gian qua, bạn trai từ thời đại học của công chúa Mako cũng bị mất điểm trầm trọng vì đã không tích cực giải quyết vấn đề gia đình, thậm chí còn bỏ sang Mỹ du học giữa lúc bị dư luận ném đá. Vị hôn phu của công chúa theo học tại ngành luật của trường đại học Fordham ở New York từ tháng 8 năm 2018. Đám cưới cuối năm của công chúa Mako sẽ diễn ra với nhiều thay đổi đặc biệt chưa từng có. Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản đang có kế hoạch bỏ qua mọi nghi lễ kết hôn truyền thống. Trong lịch sử, rất hiếm khi một thành viên nữ của Hoàng gia Nhật Bản kết hôn mà không được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, ngay cả buổi lễ đính hôn cũng sẽ không được tổ chức như thường lệ. Thêm vào đó, công chúa Mako nhiều khả năng cũng sẽ từ chối nhận khoản tiền miễn thuế một lần nhằm mục đích cung cấp nguồn tài chính để giúp thành viên hoàng tộc duy trì phẩm giá của họ sau khi từ bỏ tước hiệu và kết hôn. Số tiền được coi là của hồi môn này, theo quy định, là 152,5 triệu yên, khoảng 33 tỷ Việt Nam đồng. Mako sẽ là vị công chúa Nhật Bản thời hiện đại đầu tiên không nhận khoản hồi môn khổng lồ này để ổn định tài chính sau khi trở thành dân thường. Theo truyền thông Nhật, lý do công chúa từ chối là vì vị hôn phu Komuro vốn bị không ít người dân chỉ trích là đào mỏ. Có nguồn tin cho biết sau khi kết hôn vào cuối năm nay, vợ chồng Mako và Komuro sẽ rời khỏi Nhật Bản và đến định cư tại Mỹ. Hiện tại, Kei Komuro vừa hoàn thành xong việc du học ngành luật tại Đại học Fordham và đang có kế hoạch làm việc trong một văn phòng luật tại New York. Công chúa Mako, con gái cả của Thái tử Fumihito và bạn trai Komuro quen biết từ năm 2012 tại trường đại học. Đến tháng 9 năm 2017, cặp đôi công khai và tuyên bố đính hôn một cách không chính thức trước truyền thông. Tuy nhiên, kế hoạch này liên tục bị trì hoãn vì scandal của gia đình Komuro. Thái tử Fumihito, em trai của Nhật Hoàng Naruhito, cho biết ông chấp nhận cuộc hôn nhân của con gái mình, nhưng cho rằng nó phải được công chúng chào đón. Vào tháng 4 năm nay, Komuro đã đưa ra một tuyên bố với truyền thông bày tỏ quyết tâm kết hôn với công chúa, nói rằng tình cảm của cặp đôi và mong muốn đối với hôn nhân vẫn không thay đổi.